Video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cấu tạo cơ bản của cái bàn ủi và cách sửa chữa những cái hư hỏng của nó. Cái này là đơn giản nhất trong cái thiết bị điện gia dụng. Rồi, tôi đã tháo xong rồi. Ở đây nó có cái máy xo tạo nhiệt nè. Ở đây là cái lưỡng kim. Thì khi mình chỉnh tăng giảm, nó sẽ ép lên cái lưỡng kim này. Ở phía trên này có cái bóng đèn. Đèn báo. Đây là cái sơ đồ của cái bàn ủi. Dây pha sẽ đi qua lưỡng kim, đi qua may so về dây trung tính. Thì khi mà lưỡng kim nó đóng lại thì may so được cấp điện, thì nhiệt nó sẽ gia tăng lên. Trong thời gian hoạt động thì đèn sẽ báo. Khi mà đủ nhiệt độ thì lưỡng kim mở ra, may so này mất điện, nhiệt độ sẽ từ từ tụt xuống và đèn báo nó tắt đi. Thì từ cái sơ đồ nguyên lý đó, bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách đo kiểm khi mà cái bàn ủi nó không hoạt động được. Thì chúng ta sẽ bật thang đo ôm. Bây giờ trước tiên mình sẽ kiểm tra coi cái may so này còn hoạt động hay không. Thì mình đo vào hai đầu này. Rồi điện trở bây giờ là 49 ohm. Cái giá trị điện trở nó sẽ thấp như vậy đó. Tức là điện trở này còn. Nếu chúng ta đo ra là vô cùng như thế này thì điện trở, cái dây may so này đã bị đứt. Thì chúng ta phải thay cái dây may so khác. Cái hư hỏng thứ hai đó là cái lưỡng kim này. Cái lưỡng kim này. Thì bây giờ mấy bạn kiểm tra xem nó có tiếp xúc tốt hay không. Thì chúng ta sẽ đo lưỡng kim này. Thì mình bật qua để cho nó dễ nghe hơn. Mình bật qua cái chế độ phát ra âm thanh để đo cái lưỡng kim cho nó dễ. Đó, như vậy là lưỡng kim nó đã thông rồi. Như vậy là lưỡng kim này còn tốt và may so này còn tốt.